chào các bạn, mình tên là Nguyễn Văn Phong, mình là giám đốc của dự án Blood Donation của CCI Đà Lạt. Dự án này nó có mang một ý nghĩa rất là thực tế, đó là sẽ cung cấp nguồn máu, đặc biệt là nguồn máu cấp cứu dành cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, sẽ tạo ra một cái ngân hàng máu sống. Ở đó những bệnh nhân cần cấp cứu sẽ được truyền máu tiếp. Thì hôm nay ở đây chúng tôi đang làm buổi ngày hội hiến máu Blood Donation tại Đà Lạt lần đầu tiên, và rất là mong mọi người hãy quan tâm và ủng hộ. Cảm ơn mọi người. Tất cả mọi người, mình xin được tự giới thiệu, mình là Nguyễn Hữu Trung Nhã, hiện tại đang là Phó Chủ tịch Thường trực của JCI Đà Lạt nhiệm kỳ năm 2021. Thì ngày hôm nay là ngày hiến máu nhân đạo được tổ chức bởi JCI Đà Lạt kết hợp với VPBank và Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Lâm Đồng. Thì hôm nay là một ngày rất là ý nghĩa, và rất nhiều bạn trẻ ở Đà Lạt đã đến đây để có thể là hiến những cái giọt máu của mình và đã cống hiến cho cái cộng đồng máu của đất nước. Vì đây là một chương trình cực kỳ ý nghĩa và thể hiện được cái sức mạnh của những cái bạn trẻ. Và đâu đó thì Nhã hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới chúng ta sẽ có rất nhiều những chương trình ý nghĩa như thế này nữa. Và xin cảm ơn tất cả mọi người. Bạn, mình tên là Trần Hoàng Trung, là phó giám đốc của dự án Blood Donation. Ngoài ra thì mình cũng là một chuyên viên của ngân hàng VPBank Đà Lạt. Thì hôm nay xin cảm ơn mọi người đã đến tham dự, cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào tất cả các anh, các chị, các cô, các chú. Mình là Nguyên, đến từ công ty bất động sản Tâm Đình. Thì thứ nhất, hôm nay mình có mặt ở đây theo cái chu kỳ hiến máu của mình là 4 tháng một lần trong một năm. Cũng như là mình muốn gửi một cái thông điệp đến tất cả các bạn thanh niên. Chúng ta hãy cho đi những cái gì mà chúng ta có thể cho đi bằng một cái tấm lòng. Cũng như là hôm nay bên ngân hàng VPBank có tổ chức cái lễ hội hiến máu. Thì mình cũng đã có mặt ở đây với một cái thông điệp là một giọt máu đa cho đi để giữ lại một cuộc đời quý giá ở lại. Xin chân thành cảm ơn. Mọi người, hôm nay mình đã có nhà mặt tại ngân hàng VPBank số 89 đường Phan Bội Châu, thành phố Đà Lạt. Vừa rồi thì mình đã đăng ký một cái mẫu phiếu tham gia hiến máu và mình cũng đã được khám tổng quát sơ lược rồi. Cho nên là bây giờ các bạn theo chân mình cùng đi hiến máu nha. Mọi người, mình vừa được xác định nhóm máu xong. Nhóm ấn của mình là nhóm máu O cộng. Và bây giờ thì mình sẽ di chuyển đến ghế ngồi và chuẩn bị để được hiến máu nha. Hello, đây là thành quả của mình sau những phút vừa qua nè. Và sau lần hiến máu ngày đầu tiên thì mình cũng rút ra được một số kinh nghiệm, cũng như là mình cũng hình dung được sơ lược về hiến máu nhân đạo là như thế nào. Và ngày xưa ba mình có nói với mình một câu là hiến máu là một trong những nghĩa cử cao đẹp nhất trong tất cả những nghĩa cử cao đẹp. Bạn cho đi máu, bạn nhận lại nhân ái, bạn nhận lại tình thương. Thì tại sao không thử nhỉ? Và một ngày nào đó nếu như mà có cơ hội, mình nghĩ là bạn nên thử hiến máu một lần trong đời xem sao nha.